Các bạn ơi, hôm nay là một cái cơn mưa đầu mùa rất là lớn, cho nên là hai cậu cháu xí muội đang tắm mưa nha. Hai cậu cháu xí muội rủ nhau đi tắm mưa. Má ơi, lên đây coi hai cậu cháu tắm mưa nè má. Anh hai khói quá, thôi ngồi đây đi, anh hai ngồi đây đi. Anh hai ra mưa là anh hai bị ho đó. Anh hai ngồi đây coi nha, coi cậu ba với muội tắm mưa. Xích vô đây nè cho anh hai coi với. Wow, cậu ba với muội thả một hồ banh với bong bóng quá trời luôn nè. Rồi muội cho tàu chạy hả muội? Muội cho tàu chạy rồi. Mưa nước động ngập luôn rồi. Muội biểu diễn luôn hả muội? Hay là muội chụp ếch? Hai người đi về hai ngã hả? Wow, muội với cậu ba chạy tiếp rồi kia rồi. Mão ơi, đâu rồi? Muội với cậu ba đi đâu rồi Mão? Đi đâu rồi con? Đi đâu rồi? Muội với cậu ba đâu rồi? Ờ, anh chạy tuốt ngoài kia luôn rồi hả? Trời ơi, đi đâu mất tiêu rồi. Hả? Bị trượt hả? Trơn quá hả? Trơn quá, để lấy dép chống trượt cho muội mang. Ủa, dép chống trượt của muội đâu ta? Không thấy. Cậu bay vô lấy không? Có đây không? Rồi, cậu ba lấy cho muội đi. Má mừng quá. Lấy dép chống trượt để sân trơn quá, trời mưa trơn quá ngoài. Muội mang vô đi, cậu ba mang đi. Để đi bị trượt. Cậu ba mang đôi màu xanh. Dữ. Có giấy chống trượt nhảy dữ ta. Kệ, để mở ngồi đó mở coi ở ngoài. Mở coi cậu ba với muội tắm mưa. Thôi thôi nhảy dữ. Hả? Gì vậy muội đi đâu ạ? À? Cho muội cái búa của thằng Tho nè muội. Cái búa của thằng Tho kìa. Lấy đi. Thôi đập vô bèo bèo nó chết ra sao. Thôi cái bèo người ta trồng đập trái banh á, gọt sức rồi. Cái búa của thần Tho đã bị hỏng. Kêu thợ rèn cậu ba lại rèn búa lại đi. Má mừng quá, má mừng quá, ngồi đây đi. Ờ, má vớt ra, mụi vớt ra đi, mụi vớt bóng ra kìa. Mang dép vô, con vô hồ con cũng phải mang dép nữa. Mọi vô hồ, mọi cũng phải mang dép, ông hồ cũng trên. Mọi thích lội vô hồ, phải không? Lội vô sao? Nhẹ nhẹ thôi nha. Coi chừng cá nó rỉa đó nha. Ừ, có mấy con cá. Có mấy con cá, mà cá nhỏ mà nó rỉa cũng được sao? Ừ, nó rỉa nhột nhột cái chân thôi, chứ đâu có gì đâu. Ừ, má ngồi đó đi, má ngồi đó, má đừng ra, ra ướt nhẹp. Hả? Ờ, bỏ chân xuống rồi vớt đi. Ê, có hai con vịt đó kìa muội. Thấy không? Muội thấy hai con vịt không? Muội à. anh hai ngồi nhìn ra, anh hai coi muội. Cậu ba lấy nước hả? Trời ơi. Muội xả một quá. Ở đây đây đi. Thiền gì? Thiền gì? Thiền dép hả? Hai cái luôn. Đây nè, mẹ mới có thiền chính thức á. Thiền á. Thiền của mẹ bị mùi đỏ lên mùi đỡ cái thiền của mẹ lên. Thiền chính thức nhưng mà bị tắc kè. Tắc kè à? Thằng tắc kè. Thiền của mẹ là thiền chính thức nhưng mà bị tắc kè. Bị tắc cái chui vô mà nha. À, xích cái đuôi ra mùi làm gãy nha ai. À, thả tim thả tim cho thiền. Cậu ba làm gì vậy? Ủa cái cây của muội đâu muội? Cây gì? Cây phun nước mà sao nó cây của muội đâu rồi? Ờ à, lấy phun lại cậu ba đi. Lấy xịt lại. Tấn công lại. Muội lấy nước kìa, mình đâu lấy nước. Nhanh lên. Nhanh lên muội ơi, nhanh lên. Rồi, đây nè. Ê, phát hiện cây sứ này nó có hai chùm trái luôn nè. Đây nè, một cặp nè, hai cái nè. Đã ghê chưa? Hai cái sừng luôn, hai cặp luôn. Cái đó
sừng rồi đó. Cắm sừng. Ờ, có tái hái xuống ăn luôn đi. Cậu ba, cậu ba. Mỗi nói cái này bị cắm sừng mà bị cắm hai cặp sừng luôn hả? Dữ. Mỗi tấn công cậu ba rồi. Lấy nước nhanh lên, trong thời gian cậu ba không có ở đây mình tranh thủ lấy nước lẹ lên để cậu ba tới. Cậu ba tấn công mình á. Cậu ba tới kìa. Lẹ lên, lẹ lên. Tranh thủ nhanh lên. Nhanh lên. Mồi trốn trong hồ luôn. Mồi trốn trong hồ nước luôn rồi. Rồi có hu cao cỏ đẹp quá, lụm lên cậu ba. Mồi lấy cỏ bốn lá chắn lại mồi. À, cậu ba có hu cao cỏ, mồi có con mèo. Mèo, mèo. Mình có con mèo. Lẹ lên. Đi, chiến đấu đi. Hai người đuổi theo. Và đây là đội quân hu cao cỏ đang tấn công đội quân mèo. Đội quân mèo đang rất là trốn và phản kháng kịch liệt luôn nha. Rồi quân mèo chạy rồi. Đội quân của mèo chạy rồi, thua rồi. Đội quân của heo hu cao cỏ đang đuổi theo rất là dữ dội luôn. Rồi. Và sau đây là cuộc chiến mình sẽ tiếp tục nha. Tiếp tục cuộc chiến và hình như là đội quân của mèo đang thua. Đội quân của mèo đang chạy trốn rất là... Wow, kìa. Ô cậu cỏ tấn công dữ quá. Mèo chỉ chống đỡ thôi chứ không có phản kháng lại được cái gì cả. Rồi tấn công lại, tấn công lại. Đội mèo đã phản công và ô cậu cỏ đang chạy rất là tích cực luôn. Ô cậu cỏ chạy mất dép luôn. Ôi, ô cậu cỏ nhanh lên. Ô cậu cỏ chạy quá. Rồi, con cao cỏ đã trốn thoát được đội quân của mèo rồi. Bây giờ hai đội lấy nước, tiếp tục lấy binh khí. Nhanh lên, nhanh lên, lấy cho đầy á nha, đội mèo phải lấy cho đầy á, chứ không là thua đó. Rồi thua, con cao cỏ thua, chạy, chạy. Con cao cỏ đã bị thua. Ôi cao cổ thua rồi. Bảo cổ vũ cho em đi con. Vỗ tay cổ vũ. Muội ơi đội mèo cố lên. Mão là mèo, muội cũng là mèo. Mọi người trong hồ luôn. Rồi hai đội quân đang tiếp tục chiến đấu nữa nha các bạn. Không biết cô cao cổ hay là mèo đã chiến thắng đây. Ai là người giành chiến thắng cuối cùng? Mão đang cổ vũ rất là tích cực. Khán giả Mão đang cổ vũ rất tích cực nha. Wow, wow. Đội quân mèo đâu rồi? Mất cờ luôn rồi. Chạy mất dép, mất cờ. Cậu ba làm gì vậy? Ôi, trời ơi, mất dép luôn. Đội quân mèo phải mang dép vô chứ. Mang dép vô chạy chứ không là chụp ếch đó. Đội quân mèo mang dép nha. Mang dép để trượt á. Đội quân hưu cao cổ đầu hàng chưa? Đầu hàng đi. Rồi, đội quân mèo đã quá, có chỗ trốn đã quá. Chạy rồi. Hết rồi, lấy lẹ lên. Tiếp tế nguyên liệu. Ôi, đội mèo không mang dép vô coi chừng chụp ếch. Đội mèo không chịu mang dép, đội mèo bị tấn công. Đội mèo bị tấn công rất là dữ dội. Ơi, đội mèo bị tấn công dữ quá. Vậy hả? Mèo có thể vào nhà trốn, hưu cao cổ không vào nhà được. À, tại sao biết vậy không? Tại vì mèo là vật nuôi trong nhà, còn hưu cao cổ là ở ngoài rừng thôi, đúng không muội? Dạ. Mèo phát hiện ra được điều đó cho nên mèo chạy về nhà là mèo an toàn. Hết mưa rồi, hết mưa rồi muội ơi, tắm mưa làm sao giờ hết mưa luôn rồi. Thôi nghỉ đi, hết mưa rồi.
tạnh mưa luôn rồi. Trời ơi, đội mèo nhảy vô hồ nước luôn rồi. Nhảy vô hồ nước bắt cá. Đúng rồi, mèo phải đi bắt cá. Ủa. Gió đi cậu ba, rửa mấy cái ông bóng luôn cậu ba. Hết mưa rồi. Trời ơi, nước xịn không à. Mỗi bốn nước dơ á. Đội mèo đem nguyên cái tàu chiến theo luôn. Ủa, cái gì vậy? Anh hai cũng giúp đội mèo pha cái dép ra cho quà nữa. Dữ quá anh hai, dữ dằn quá. Vô anh hai, xích vô anh hai. Xích vô để ướt. Mỗi với cậu ba vô tắm luôn đi. Thôi chứ quà. 10 phút nữa thôi. Rồi, nãy giờ 10 phút rồi đó con. Tắm nãy giờ hơn 10 phút rồi. 5 phút nữa thôi nha. 5 5 5 5 cậu ba rửa đi cậu ba, nó như nó bị dính đất á cậu ba. 5 thì 5 5 thì 5. Nước mưa nè. Hết mưa rồi, cái giò nước hết chảy luôn rồi nè. Mỗi đều mỗi giúp cậu ba, mỗi giúp cậu ba. Tưởng mỗi giúp cậu ba ai về. Ai về đâu. Phản kháng. Phản đối. Phản đối. Đậu hèn. Phản đối. Đậu hèn nữa. Dục vai á. Rồi phụ cậu ba đi con. Mụi không ăn dép hồi mụi chụp ếch mẹ nghi quá à. Rồi xong. Xong. Con gì nằm trên bãi biển rồi kìa cậu ba. Người khổng lồ nằm trên bãi biển à. Ôi rồi rồi rồi. Thôi đi vô, đừng nhọc dơ quá. Ôi từ giờ tới tuổi thơ dữ dội rồi cậu ba ơi, đi vô không? Tuổi thơ dữ dội vậy là không được rồi, dơ quá. Đi. Mang dép á để té thôi. Trời hết mưa rồi. Nhăn nước cùng dữ dữ tối thôi dữ dội dữ 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 cho mẹ vô cái đi dữ múa 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 cái bài múa cái tay nở hoa. Văng nước văng quá. Cậu ba vô rồi kìa, cậu ba dành cậu ba vô dành nhà tắm với mụi rồi kìa. Lẹ lên, nhanh lên, đi đâu á? Giờ mụi đi kiếm mấy cái trũng nước mà trời mưa để lại á, mụi dọc. Ờ, hồ bơi. Gì vậy? Cá thòi lòi phải không? Ôi. Chở đây. Thôi mẹ không lại, mẹ không lại. Không vậy. Lừa đảo hả? Ôi. Văng. Lại đặng nhảy đi, lại đặng nhảy đi. Dạ. Mẹ đứng từ xa mẹ mới thấy được. Cái bụi bông nó bông hết rồi hả mụi? Bông nó tàn hết rồi. Héo quá rồi. Sau khi đi ra làm thì mượn sẽ dùng được chứ. Nhảy. Vô đi. Vô. Cậu ba kêu kìa, lẹ lên. Ai vô nhà tắm tước hay nha.
hả? Ở mang dép vô muội. Tới giờ của muội rồi đó. Tới giờ quậy của muội rồi đó. Tới giờ tuổi thơ dữ dội của muội rồi đó. Muội phát hiện được đây một bãi sình. Phát hiện được bãi sình, muội khoái quá. Muội thích nhất là sình á. Thích nhất là sình à. Cậu ba vô luôn rồi kìa. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Kệ cậu ba. Ôi, dăng dơ quá coi. Ôi, ôi dơ nè. Sình dăng dơ. Đó, dơ lắm luôn á. Còn đây là cái bãi hỗn độn của muội. Chào các bạn ơi, tạm biệt các bạn vô nè. Nhanh lên, hai kêu kìa. Hai kêu muội ơi, vô, vô coi hình với anh hai nè. Bye bye các bạn ơi, Mão. Muội không bye bye, Mão bye bye đi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Gì muội? Muội nói gì? Thôi đi vô, vô dép nữa. Con làm gì cái vô dép, hồi vô rửa dép nữa nè. Thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Ừ. Rửa đó đi. Mua giọt nước nè. Rửa dép nè. Rồi đi vô tắm. Ê nhút nó đục luôn rồi. Ừ, dép dơ rửa nó đục luôn. Đi đường kia, đi đường kia. Đi đường kia, đi đường này ướt nhẹp cái nhà. Đường này cái ốc này rửa nó xuống nha. Thì hết nước luôn. Trời ơi, mỗi tắm mưa mà bây giờ trời nắng luôn, trời chuẩn bị nắng luôn rồi nè. Cậu ba đi tắm trước rồi kìa. Cậu ba tắm trước đi. Mụi còn dọc nữa nè. Trời ơi, tuổi thơ dữ dội. Cậu ba ra tuổi thơ dữ dội luôn cậu ba. Hai cậu cháu làm tuổi thơ dữ dội luôn nha. Oh. Tuổi thơ dữ dội sau những ngày mưa. Dữ dội, dữ dội. Hai cậu cháu đi dọc nước. Hai, ba. Ôi. Cái gì mùi? Đầu hè. Đầu hè. Trời ơi. Nhảy mùi. Mùi giống như là heo bếp ba. Nhảy lên nhảy xuống tên dũng bùng. Dễ đâu thấy đâu, nước không mà con. Mùi ơi, mưa nữa nè. Chuẩn bị mưa, mưa hiệp nữa. Trời mưa đi. Trời mưa đi. Mùi tắm hiệp nữa. Rồi vẽ xong chưa, đi vô con. Chưa. Ừ? Chưa. Con vẽ cái hình gì dưới. Có thấy đâu, nước không hả thấy. Trời nắng thì mẹ sẽ phát hiện ra và hết hồn cho bà già luôn. Trời nắng sao phát hiện nữa. Trời nắng cái nước nó ngập, nó trôi hết, mưa chuẩn bị mưa nữa nè. Thôi đi vô, đứng lên đi. Ông trời ơi, mưa nữa đây. Ừ, đứng lên đi ông trời ơi, mưa nữa đi. Đây là... Ông trời ơi, mưa nữa cho mũi tắm tiếp. Mưa nữa cho mũi tắm tiếp hả? Giờ mưa vô được chưa? Chưa. Giờ trời không mưa, mụ vô được chưa? Ôi, đã. Tuổi thơ dữ vợ của mụ đây. Đâu? Một, hai. Leo không được đâu, tèo không nổi đâu. Nè, nhé cấm được mà sợ gì. Rửa coi nè. Ừ. Tuổi thơ dữ dội của mụ đây. Ừ. Ui, văng nước mè ướt hết rồi. Nhẹ nhẹ hết con. Thôi đi vô. Ờ, giờ bye bye mũi nha. Bye bye các bạn. Ờ, vô rồi.